Từ Hy Thái Hậu ác lắm. Em nghe nói có một thái giám lỡ làm rụng một cọng tóc của Từ Hy Thái Hậu, tên thái giám liền bị lôi ra ngoài đánh chết. Em còn nghe nói Từ Hy Thái Hậu là người ám ảnh cái đẹp, nên ai mà lỡ nhìn thấy mặt mộc của Từ Hy Thái Hậu là sẽ bị giết chết. Các bạn thân mến, từ xưa đến nay mỗi khi nhắc tới Từ Hy Thái Hậu là bất cứ ai cũng không khỏi dùng mình ám ảnh về sự tàn bạo, độc ác và dã man của người phụ nữ này. Nhưng liệu các bạn có biết tại sao Từ Hy Thái Hậu lại chôn theo 100 đứa trẻ xuống lăng mộ của mình? Sự thật kinh hoàng về những thú vui ăn chơi vô độ của Từ Hy có điều gì bất ngờ, và bí ẩn về viên ngọc Minh Châu trong miệng của người đàn bà này đặc biệt ra sao mà khi gỡ khỏi miệng lại khiến cho bà ta trở nên già nua và héo quắt? Cùng với đó là vô vàn những yêu cầu của các bạn khán giả mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về bí ẩn liên quan tới người phụ nữ quyền lực này. Nên trong video ngày hôm nay, hãy cùng Kính Lúc TV tìm hiểu và khám phá 7 bí ẩn ly kỳ và đáng sợ về Từ Hy Thái Hậu. Đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu Từ Hy Thái Hậu là ai. Các bạn thân mến, dù hơn một thế kỷ đã trôi qua từ khi qua đời, cái tên Từ Hy Thái Hậu vẫn còn gây rất nhiều tranh cãi nhiều chiều ở Trung Quốc khi bà được xem là một trong ba người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử phong kiến Trung Hoa, cùng với Võ Tắc Thiên thời Đường và Lã Hậu thời Hán. Cụ thể, Từ Hy Thái Hậu tên thật là Ngọc Lan, họ Na Nạp Thị, sinh ngày 29 tháng 11 năm 1835, vốn là con cháu nhà quan gia Thế Tập. Nên khi vừa tròn 16 tuổi, bà đã được đưa vào trong cung thi tuyển tú nữ và trở thành phi tần của Hoàng đế Thanh Văn Tông Hàm Phong vào năm 1851. Đến năm 1856, bà sinh được Hoàng Trường Tử Tài Thuần, con trai duy nhất của Hàm Phong Đế, tức Thanh Mục Tông đồng trị Hoàng đế sau này. Sau một hôm hạ sinh con thì bà được sắc phong thành Ý Phi, và sau đó một năm thì bà được tấn phong làm Quý Phi. Địa vị trong hậu cung lúc này của bà chỉ sau mỗi hoàng hậu mà thôi. Tuy nhiên, phải đợi đến năm 1861 khi Hàm Phong Đế qua đời thì thời của Từ Hy Thái Hậu mới chính thức bước sang một trang mới. Với lý do con trai lên ngôi khi còn quá nhỏ, bà đã trở thành Hoàng Thái Hậu nhiếp chính của triều đình nhà Thanh, thực hiện cái gọi là buông rèm nghe chính sự trong suốt 48 năm tai ương khủng khiếp nhất của chế độ phong kiến Trung Hoa, với biết bao tội ác man dợ mà có liệt kê biết bao nhiêu cũng không kể hết tội. Thứ hai, Từ Hy Thái Hậu độc ác tới cỡ nào? Nổi tiếng là một trong những người phụ nữ đáng sợ nhất nhì lịch sử phong kiến Trung Hoa, tội trạng lẫn sự tàn bạo của Từ Hy Thái Hậu khiến ai nghe cũng phải rùng mình. Tương truyền, ngay từ đầu bước chân vào hoàng cung, bà đã được vua ban ân và sủng ái. Từ Hy đã đặt ngay kế hoạch chiếm đoạt quyền lực trong cung. Bà không ngần ngại đặt ra rất nhiều những kế hoạch nhằm tiêu diệt những người không cùng phe cánh, với quan điểm thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Không ít người đã chết thảm bởi tay của Từ Hy Thái Hậu, trong đó có rất nhiều những đại thần liêm chính, cả vua Quang Tự và Ái Phi Trân Phi cũng bị bà ta ép cho đến chỗ chết. Lần khác, Từ Hy Thái Hậu và thái giám chơi cờ, thái giám có lỡ lời nói, nô tỳ giết con mã của lão Phật ra rồi. Từ Hy liền nổi giận mà truyền, ta sẽ giết cả nhà ngươi. Và kết quả là cả gia đình đã ra đi chỉ vì thằng con đánh cờ giỏi hơn hoàng hậu. Thậm chí, bà từng cho người đánh chết một tên thái giám vì lỡ tay làm rụng một sợi tóc của bà, và sẵn sàng xử tử bất kỳ ai nhìn thấy mặt mộc hay dám nhắc tới những nếp nhăn trên gương mặt mình. Bên cạnh đó, mỗi khi ra ngoài, thái hậu luôn có thói quen mang theo một chiếc túi màu vàng đựng đầy những gậy bằng tre để bất cứ lúc nào có thể lấy ra trừng phạt những tên thái giám, những cung nữ sai phạm. Song, tội ác lớn nhất của Từ Hy Thái Hậu chính là bán nước, làm cho Trung Quốc trở thành xã hội nửa thực dân nửa phong kiến. Trong suốt 48 năm, Từ Hy Thái Hậu đã thâu tóm quyền lực trong tay, buộc triều đình nhà Thanh phải ký rất nhiều những hiệp ước ghi nhận sự mất chủ quyền dân tộc với các nước đế quốc thực dân tư bản. Điển hình là điều ước Mã Quan ký với Nhật Bản khiến Trung Quốc mất Đài Loan, Liêu Đông, Bành Hồ, chiến phí 2 vạn lạng bạc bằng thu nhập của triều đình Mãn Thanh trong 3 năm. Thậm chí, đến khi Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu đưa ra biện pháp giúp Trung Quốc thoát khỏi nguy cơ rơi vào vòng lệ thuộc của các nước đế quốc phương Tây, Từ Hy Thái Hậu cũng gạt bỏ, mặc kệ sống chết của dân và đất nước. Thay vào đó, bà ta chỉ chăm lo cho những thú vui hoang dâm vô độ, thao túng triều đình và tiêu tốn ngân sách. Thứ ba, những thú vui dị hợm và hoang phí của Từ Hy Thái Hậu. Đầu tiên chính là thói ăn uống xa xỉ và cầu kỳ của Từ Hy. Sử sách có ghi lại, mỗi ngày người phụ nữ quyền lực này sẽ có 2 bữa ăn chính với hơn 100 món chế biến công phu, 2 bữa ăn nhẹ từ 40 đến 50 món, và tất cả đều được chế biến từ những đầu bếp giỏi nhất trong thiên hạ. Khi Thái Hậu dùng bữa, thái giám thân cận sẽ là người giới thiệu từng món ăn và gắp cho bà những món vừa ý. Nếu chẳng may món đấy mà không vừa ý thì kết cục các bạn cũng đoán được ra là chỉ có một lựa chọn, chính là chết. Bên cạnh đó, những món ăn mà hoàng hậu yêu cầu cũng toàn là những cái tên hiếm có khó tìm, như là óc khỉ tươi, chuột sâm,
tức là chuột non vừa sinh hay là trứng công vân vân. Không những thế, mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, Từ Hy Thái Hậu sẽ uống sữa đầu tiên. Theo bà, sữa mẹ đang cho con bú là dòng sữa tốt nhất cho sức khỏe, vừa giúp nhan sắc được trẻ trung, nên suốt nửa thế kỷ, bà ta đã duy trì thói quen thật man dợ này. Tại sao mình lại nói là man dợ? Các bạn thử nghĩ mà xem, để cung cấp sữa cho hoàng hậu thì các bà mẹ mới sinh con đều phải tiến cung và không được ở nhà. Vậy, sự sống chết của những đứa trẻ con còn đỏ hỏn mới sinh sẽ ra sao? Ngày xưa thì lấy đâu ra sữa bột hay sữa công thức cho trẻ uống thay? Nên đây chính là hành vi man dợ và quá độc ác vì cướp đi cả miếng ăn của những đứa trẻ. Chưa kể, người cung cấp sữa cho Thái Hậu phải là những thiếu nữ khỏe mạnh, xinh đẹp và phải dưới 20 tuổi. Những người này được cho ăn những món đặc biệt như là thịt gà, thịt vịt hay là thịt cá để đảm bảo chất lượng sữa vượt trội, cũng như là những thức ăn đều được kiểm định bởi những chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu. Mỗi ngày những nhũ mẫu này sẽ được thái giám đưa vào phòng của Thái Hậu, quỳ xuống và đợi đến khi bà thưởng thức nguồn sữa. Họ sẽ thay phiên nhau tiếp sữa cho Từ Hy Thái Hậu. Vào thời điểm ít nhất có 3 nhũ mẫu phục vụ một ngày, lúc nhiều nhất có thể lên tới 10 nhũ mẫu một ngày. Nhưng ám ảnh hơn là sau khi hết giá trị lợi dụng, tất cả những thiếu nữ chỉ mới đôi mươi kia sẽ bị nhẫn tâm sát hại để đảm bảo tin tức Thái Hậu uống sữa người không bị truyền ra ngoài. Không những vậy, bà còn là một người phụ nữ vô cùng hoang dâm, khiến cho bao nhiêu cánh mày râu cũng phải khóc thét. Thứ tư, Từ Hy Thái Hậu hoang dâm như thế nào? Được biết, người tình của những vị thái hậu này nhiều vô số kể, mà người ta nói rằng được các bậc đế vương sủng ái thì phước đức lắm đấy. Nhưng theo mình thì đây có lẽ chính là bất hạnh lớn nhất cho những ai dính líu tình ái tới bà. Theo đó, Từ Hy Thái Hậu mất chồng ở lúc 26 tuổi, cái tuổi đang hừng hực sức sống, bà không che giấu đi thói hoang dâm của mình. Thậm chí nhiều tài liệu sử thi còn ghi chép rằng tất cả những hoàng tử bà sinh ra, mỗi người đều một cha khác nhau và tuyệt nhiên không phải là của hoàng thượng. Đáng sợ là tất cả những người tình đều có chung một cái kết, đó là chết khi hết giá trị. Nhưng có một nghịch lý là một người coi mạng người như cỏ rác của Từ Hy Thái Hậu lại cực kỳ sủng hạnh một con chó. Theo cuốn Imperial Incense của Derling, vị thái hậu có tới 20 con chó và đặc biệt, bà rất yêu quý một con chó thuộc giống Bắc Kinh, còn gọi cái tên khác là chó sư tử. Thay vì nhốt chúng trong chuồng, Từ Hy sẽ để những con chó này sống trong một căn nhà làm bằng tre với 4 thái giám túc trực chăm sóc. Bà còn ra lệnh phải may rất nhiều những quần áo cho các con thú cưng hàng năm. Quần áo được may từ vải sa tanh và thêu những bông hoa cúc, hoa hải đường bằng chỉ lụa vàng cực kỳ là xịn sò. Chưa dừng lại ở đó, đến tận lúc gần đất xa trời, Từ Hy Thái Hậu vẫn không ngừng làm chuyện ác và dị hợm, khiến lòng dân ai cũng phải uất hận và khóc than thấu trời. Thứ năm, sự thật rùng rợn về 100 đứa trẻ nằm trong lăng mộ của Từ Hy Thái Hậu. Các bạn biết không, sinh thời, bà từng bị rất nhiều những nhà sử học Trung Hoa và hải ngoại miêu tả như một vị bạo chúa và cũng bị coi là người phải chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của nhà Thanh. Thế nhưng, ít ai biết được rằng một người chuyên quyền cả đời không chuyện xấu gì không dám làm nhưng lại luôn nơm nớp lo sợ sẽ phải nhận báo ứng từ những việc làm thất đức của mình. Bà nhận thức được rằng con người không thể chống lại mệnh trời. Đồng thời, bà cũng lo sợ bản thân bị gặp báo ứng vì những tội ác mà mình gây ra lúc sinh thời và bị ma quỷ đày đọa sau khi chết. Biết được tâm sự của bà ta, một nhóm đạo sĩ phục vụ dưới trướng Thái Hậu đã đưa ra một chủ ý vô cùng tàn ác, đó là tuẫn táng Thái Hậu cùng 100 đứa trẻ khoảng 10 tuổi trong lăng mộ. Bởi họ cho rằng linh hồn con trẻ là những linh hồn thuần khiết tới nỗi không một thế lực ma quỷ nào có thể chống lại. Nếu như bắt được 100 đứa trẻ con chôn cùng thì linh hồn Thái Hậu sẽ luôn được chúng bảo vệ. Vậy là dưới chiêu bài đưa những đứa trẻ vào cung để bầu bạn với Thái Hậu được hưởng phúc, Từ Hy Thái Hậu đã ra lệnh cho thủ hạ bắt 100 con cái của các hộ dân trong kinh thành. 100 đứa trẻ này sau đó đã bị đưa tới nơi xây lăng mộ, làm những công việc nặng nhọc phụ giúp cho những người thợ ở đó. Sau cùng, khi mọi việc đã hoàn thành thì chúng lập tức biến mất. Bí mật này đã được giữ kín trong suốt nhiều năm bởi dân gian cứ ngỡ rằng những đứa trẻ này sẽ được đưa vào cung hầu hạ trò chuyện với Thái Hậu. Chỉ đến năm 1928, khi lũ trộm mộ đột nhập vào nơi an nghỉ của vị Thái Hậu cao quý này, bí mật giận người đó mới được phơi bày chân tướng. Thật sự đúng là ác hết cả phần thiên hạ, chỉ thương cho các thiên thần nhỏ và gia đình, chắc là họ phải rất đau đớn và bất lực. Tuy nhiên, bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Khi mà ngôi mộ đầy drama này của Thái Hậu còn ẩn chứa rất nhiều những bí mật kinh thiên động địa mà nhân loại còn chưa hề biết hết. Thứ 6, bí ẩn đằng sau ngôi mộ chưa bao giờ xanh cỏ của Từ Hy Thái Hậu. Các bạn biết không, dù là phụ nữ nhưng mà Từ Hy Thái Hậu lại rất giỏi thâu tóm chuyện triều chính. Với quyền lực khủng khiếp trong tay, đó là lý do vì sao bà có một lăng mộ hoành tráng, quy mô vào diện bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa, mất tới 13 năm xây dựng và hoàn thiện. Đặc biệt,
Không chỉ bề thế ở bên trong mà phần mộ của Từ Hy Thái Hậu còn khác lạ bởi phần mộ lộ thiên không một cọng cỏ, khiến cho không ít người ngờ vực. Phải chăng Từ Hy Thái Hậu khét tiếng tới nỗi cỏ không mọc nổi trên mộ? Tuy nhiên, lý do thực sự thì bắt nguồn từ lúc người phụ nữ này còn sống. Khi tới nơi này thị sát, Thái Hậu trên cơ bản tương đối vừa ý, duy chỉ có một điều khiến bà phật lòng, đó là bởi đất nơi này mọc quá nhiều cỏ dại. Do đó, để chiều lòng Thái Hậu, thuần thân Vương Dịch Hoàn đã áp dụng phương pháp bí truyền đến từ các lăng tẩm của các vương triều Tây Hạ là nấu chín toàn bộ đất được dùng để xây lăng. Cách làm này có thể triệt tiêu dinh dưỡng trong đất và khiến cho cỏ không thể nào mọc nổi. Ngoài ra, người ta còn trộn đất với lưu huỳnh để ngăn chặn cỏ dại sinh trưởng. Thông qua cách làm này, phần đất ở phía trên ngôi mộ của Từ Hy Thái Hậu chưa bao giờ có tình trạng cỏ xanh. Và ngoài cái việc bắt hàng trăm đứa trẻ theo mình về nơi chín suối, Từ Hy Thái Hậu còn chôn cùng mình biết bao nhiêu là tài sản quý giá. Nhưng trong đó, nổi bần bật chính là viên ngọc Minh Châu ngậm trong miệng sau khi chết. Vậy thì viên ngọc này có điều gì đặc biệt đây? Chúng ta hãy cùng khám phá ngay các bạn nhé! Thứ 7. Bí ẩn về viên ngọc Minh Châu trong miệng của Từ Hy Thái Hậu. Các bạn thân mến, theo sử sách, vào năm Quang Tự thứ 34, tức năm 1908, vua Quang Tự sinh bệnh. Đúng lúc này thì Từ Hy Thái Hậu cũng phát bệnh theo, có vẻ như chuyển biến rất nghiêm trọng. Không lâu sau đó, Từ Hy Thái Hậu qua đời vào ngày 15 tháng 11 năm 1908 tại Nghi Loan Điện, tức là một ngày sau khi cái chết của Hoàng đế Quang Tự. Đám tang của bà được tổ chức một cách linh đình cùng với hàng loạt các hoạt động tang lễ diễn ra liên tục trong 12 tháng, tiêu tốn không biết bao nhiêu lần ngân khố. Không những thế, đến khi mai táng, thi hài của bà còn được chôn cùng với rất nhiều trang sức, vàng bạc, đá quý, tượng Phật bằng ngọc vân vân, cùng với rất nhiều những vật phẩm xa xỉ khác. Thậm chí trên mũ đội đầu của Từ Hy Thái Hậu còn gắn một viên minh châu to bằng quả trứng gà. Trong miệng bà ngậm một viên minh châu độc nhất vô nhị, có thể phát sáng trong đêm và dễ dàng nhìn thấy ở khoảng cách nhiều chục mét. Có thể thấy, đến tận lúc chết thì người đàn bà này vẫn không ngừng tham vọng mà ôm hàng triệu lạng bạc, tức là xương xương cũng bằng với cả trăm tỷ thời bây giờ xuống mộ của mình, mặc cho dân đen khi ấy nghèo khổ, lầm than mà lo từng bữa ăn. Và rồi thì chuyện gì đến cũng phải đến, chỉ sau 20 năm nằm yên vị dưới nấm mồ, quả báo đã đến với Từ Hy Thái Hậu, khiến lăng mộ của bà ta tan tác đến xác thịt cũng không được toàn thây. Cụ thể là vào ngày 4 tháng 7 năm 1928, nhân lúc thời thế loạn lạc, việc canh giữ lăng mộ trở nên lỏng lẻo, Tôn Điện Anh, một tướng quân phiệt dưới thời Trung Hoa Dân Quốc Đường Dưới Thạch, đã nắm trong tay hàng trăm quân lính, quyết định cầm quân đến cướp phá lăng mộ của Từ Hy để nhằm kiếm chút tiền tiêu xài. Đương nhiên, phi vụ này không dễ nuốt vì trước khi mất, vị hoàng hậu này đã cho cài cắm 7749 cái bẫy chống trộm, mặc cho chúng ra sức đào đục, cửa lăng vẫn không hề suy chuyển. Tôn Điện Anh điên tiết ra quyết định táo tợn chưa từng có là công khai cho nổ bom để phá lối vào lăng mộ. Sau khi vơ vét tài sản bên ngoài, đám người này còn thẳng tay phá hủy quan tài để lấy những món đồ quý giá nhất được chôn cùng với vị Thái hậu khét tiếng. Tương truyền rằng, vào thời điểm lăng mộ của Từ Hy Thái hậu bị trộm, thi thể của bà vẫn chưa bị phân hủy. Thậm chí, dung nhan còn xinh đẹp như là người đang sống, có vẻ như bà đang ngủ say chứ không phải là chết. Và có ý kiến cho rằng, di thể của bà được bảo quản hoàn hảo tới mức như vậy là nhờ vào viên dạ Minh Châu được đặt ở trong miệng của bà. Thế nhưng Tôn Điện Anh và thuộc hạ của mình đã không ngần ngại mạo phạm cổ nhân bằng cách di thể của Từ Hy Thái Hậu bị ném ra ngoài quan tài, viên ngọc Minh Châu trong miệng bị lấy ra và ngay tới quần áo cũng bị cởi bỏ nốt. Sửng sốt thay, ngay khi viên ngọc Minh Châu không còn trên người Từ Hy Thái Hậu thì qua vài giờ đồng hồ, da thịt xác chết trở nên biến dạng và để qua vài ngày thì khô quắt thành một bộ xương khô. Đúng là luật nhân quả không trừ một ai các bạn ạ. Dù là quyền cao chức trọng đến đâu thì cũng không thể tránh khỏi quả báo do trời phạt. Bởi vậy mà mỗi chúng ta hãy luôn luôn là một người tốt, luôn luôn sống lương thiện để có một tương lai tươi đẹp phía trước các bạn nhé. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá được vô vàn những bí ẩn ly kỳ, đáng sợ và không kém phần rùng rợn liên quan tới cuộc đời của Từ Hy Thái Hậu, một trong những người phụ nữ quyền lực nhất của Trung Hoa cổ đại. Và các bạn cảm thấy sự thật nào gây cho các bạn nhiều bất ngờ nhất? Hãy để lại comment, chia sẻ và bày tỏ quan điểm suy nghĩ của các bạn cho mình biết nhé. Nếu yêu thích video, đừng quên dành tặng cho Kính Lúc TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.